Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Và ngày hôm nay trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải WithIWay trên điện thoại và cách xài WithIWay trên điện thoại. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu. Đầu tiên các bạn vào CH Play, các bạn bấm từ danh net browser và bấm tìm kiếm. Rồi sau đó các bạn tải về và mở ứng dụng này lên. Sau khi mở ứng dụng thì các bạn nhập WithIWay và bấm tìm kiếm cho ứng dụng này. Các bạn kéo xuống và tìm kiếm cụm từ Web Chrome Store này các bạn nhấp vào. Rồi sau khi vào trang web thì các bạn kéo qua phía tay phải và các bạn nhấp vào ô màu xanh có chữ Add Chrome này nè. Sau đó nhấp vào Add Extension. Sau đó các bạn để im và không làm gì. Các bạn thấy chữ check-in bên phía tay phải bên cái ô màu xanh không? Nó đang kiểm tra đó. Rồi sau đó các bạn nhấp vào đây để đăng nhập vào ứng dụng Yandex. Tiếp theo các bạn nhấp vào WithIWay version YouTube. Khi hiện ra cái bảng này thì chúng ta tiến hành đăng nhập vào tài khoản Gmail. Rồi chúng ta đăng nhập vào tài khoản Gmail và mật khẩu của mình. Rồi sau khi đăng nhập vào WithIWay thì các bạn nhấp vào nút 3 chấm và chọn desktop version, có nghĩa là trang web cho máy tính đó. Và bây giờ các bạn có thể tìm kiếm bất kỳ video nào liên quan đến kênh YouTube của mình hoặc là các video của các kênh lớn để các bạn có thể tìm những từ khóa mà thuộc top và các bạn lấy cái từ khóa đó gắn vào kênh của bạn để các bạn có thể ăn đời suốt và tăng lượt xem cho kênh của mình. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.